Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Hướng sẽ đi cùng với các bạn với chủ đề thức ăn. Food, thức ăn. Xem chúng ta sẽ học về những loại thức ăn gì nhá. À, đây là một quả táo đấy. Apple. Nếu như có nhiều quả táo, chúng ta sẽ phát âm như sau. Apples. Banana, quả chuối. Banana. Nhiều quả chuối. Bananas. Đây là một quả cam. Orange. Và nhiều quả cam. Oranges. Chúng ta có một quả lê. Pears. Thêm âm gió vào, chúng ta sẽ có nhiều quả lê đấy. Pears. Chúng ta học cách nói tôi thích và không thích quả gì đó. I like là thích. Tôi thích. Hoặc nếu như chúng ta không thích thì chúng ta sẽ nói I don't like. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ nhé. I like apples. Tớ thích quả táo. I like apples. Lưu ý khi các bạn nói với động từ like ở đây, chúng ta sẽ dùng các loại quả ở số nhiều nhé. I like apples. I like oranges. Tớ thích táo, tớ thích cam. Và tớ sẽ không thích một số loại thức ăn sau. I don't like bananas. Tớ không thích chuối. I don't like pears. Tớ cũng không thích quả lê. Bây giờ các bạn hãy cho cô biết các bạn thích hay không thích loại quả gì nhé.